Chị Đỗ Thị Phòng ở phường Kim Tân đã gắn bó với nghề sửa quần áo nhiều năm nay. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, chị đã biến những bộ quần áo từ bình dân đến hàng hiệu trở nên hợp vừa với vóc dáng của khách hàng hơn. Công việc của chị thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào lúc chiều muộn. Thì cũng làm một cái nghiệp thôi, cũng yêu nghề nên là cũng theo cái nghề này. Thì trước thì may quần áo nhưng mà giờ cái nhu cầu may ít đấy, thì tôi cũng chuyển sang để sửa chữa. Cái nhu cầu sửa chữa của những người tiêu dùng người ta sẽ nhiều hơn. Mình cũng nhiệt tình và mình cũng phải là làm cũng phải tốt thì khách hàng mới đến với mình. Nghề sửa quần áo không cần không gian rộng, chỉ cần tiện đường qua lại, tự khắc sẽ có nhiều người chú ý và thu hút khách. Nghề này đòi hỏi người thợ sửa quần áo phải thật sự khéo léo, tỉ mỉ và biết chiều ý khách. Như vậy mới có thể làm nghề lâu dài. Ở nhà thì có thể không có dụng cụ đầy đủ để sửa chữa quần áo được. Thế thì đi ra các cái chị thợ may, các chị sửa cho thì cái đồ của mình nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì bản thân mình có thể là khâu vá không khéo ấy, thì nếu mà các cái đường họa tiết ấy, có thể mình sẽ làm hỏng mất. Cho nên là cái việc mà cái nhu cầu để mà đến để mà sửa chữa quần áo của tôi là cũng có nhu cầu rất là thường xuyên. Bởi vì là tôi cũng thường xuyên là có cái thay đổi trang phục ấy để làm nào cho nó đẹp hơn trong mùa hè hay là đẹp hơn trong cuộc sống. Giá sửa quần áo không cao, từ 10 đến 70 nghìn đồng, tùy độ khó của việc sửa. Tuy nhiên, nghề này có việc làm quanh năm nên cũng giúp người thợ sửa quần áo có thu nhập trên 6 triệu đồng một tháng, đủ trang trải cuộc sống gia đình. Khá ổn định thôi, chứ còn thu nhập thì nó không cao, nói chung chỉ đáp ứng được cái sinh hoạt trong gia đình thôi, chứ còn dư thì không có. Lặng lẽ một góc phố, bên chiếc máy may, mỗi ngày những người thợ sửa quần áo vẫn say sưa, miệt mài làm đẹp cho nhiều người bằng trách nhiệm, tình yêu với công việc, góp phần tạo nên một nét văn hóa đặc trưng, bình dị giữa cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị hôm nay.